Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh channel Phụ Kiện Giới Sinh và trở lại với những sản phẩm mới nhất dành cho chiếc điện thoại Samsung Galaxy A8 LED 2018. Thì hôm nay mình xin phép được giới thiệu đến các bạn là một mẫu ốp lưng mới đến từ thương hiệu Ligate, sử dụng cho chiếc điện thoại Samsung Galaxy A8 LED 2018. Và bên ngoài của chiếc lưng này thì được bảo vệ bởi một chiếc vỏ nhìn rất là chỉnh chu. Thì bên ngoài được ghi đầy đủ thông tin của nhà sản xuất và thương hiệu Ligate sử dụng cho chiếc điện thoại Samsung Galaxy A8 LED 2018. Và mình xin phép các bạn được mở chiếc ốp lưng ra để giới thiệu chi tiết chiếc ốp lưng đến với các bạn. Đây các bạn, đây là chiếc ốp lưng. Thì phần bên ngoài của chiếc ốp lưng được làm bằng nhựa dẻo nên là có độ dẻo rất là tốt. Đó. Thì xung quanh của chiếc ốp lưng này thì được tô viền màu nhìn rất là đẹp và thời trang. Đây các bạn, rất là đẹp ha. Và với thiết kế khung sườn và bốn khía cạnh ôm sát chiếc điện thoại của mình sẽ bảo vệ trực tiếp chiếc điện thoại không bị trầy xước các bạn vô tình va chạm máy, một sản phẩm vô cùng tuyệt vời. Và với thiết kế từng bộ phận rất là phù hợp với máy như là đèn LED, camera, nút nguồn âm lượng, volume, chui sạc cho tai nghe, rất là phù hợp với máy, rất là đẹp. Khi chiếc điện thoại của mình ôm chiếc ốp lưng này lên nhìn rất là đẹp ha các bạn. Thì ở đây hiện tại shop đã có hàng và có hai màu, màu trắng và màu vàng. Mình sẽ gọi chiếc màu vàng ra để giới thiệu các bạn. Đây là một sản phẩm rất là mới đến từ thương hiệu Ligate. Đây các bạn, rất là đẹp. Và xin giới thiệu lại với các bạn, đây là chiếc ốp lưng sử dụng cho chiếc điện thoại Samsung Galaxy A8 LED 2018 đến từ thương hiệu Ligate. Và nếu như các bạn có những câu hỏi liên quan hoặc là một số câu hỏi thắc mắc về sản phẩm này thì các bạn có thể liên hệ với trang web phụkiệnvisinh.com hoặc số điện thoại 0914 385839. Và các bạn đừng quên bấm like và subscribe kênh YouTube Phụ Kiện Giới Sinh để các bạn có thể cập nhật những sản phẩm mới nhất cho chiếc điện thoại này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi clip. Chúc các bạn một ngày làm việc thật tốt. Xin kính chào và hẹn gặp lại.